Kiểu này phải remix để cho lên số 1 luôn. Chắc phải lên luôn anh ơi. 5,4k rồi, mọi người kéo lên cho em con số 1 được không ạ? Chia sẻ mọi người có thể đó. Ủng hộ cho Duy Trinh một con số được không anh chị ơi? Mỗi người ủng hộ cho hai anh em một chia sẻ mạnh mẽ nhất để anh em có thể sung nhất nhau ngày hôm nay được không ạ? Kéo lên cái chế của Duy Trinh ơi. Trong tình yêu làm sao biến ai luôn chân thành. Trong tình yêu làm sao biến ai hay lừa dối. Xin hãy cứ yêu đừng nên bối rối. Trái tim tự tìm ra lối bước qua gian dối người ơi. Hey! Em nhìn anh cười tươi trong đáy mắt em dịu dàng. Bướm lung linh tỏa sáng. Muốn nói thế nhưng cần chỉ phải nói. Hãy nghe lòng ta khẽ khẽ hát câu yêu chỉ một người. Khi thời gian như đứng yên lại, quá điên dại đôi chiếc hôn nồng. Giữ hơi thở để mấy người ngất đắm say vì ngọt đôi môi. Cho dù mai vật đối sao rời, trái tim này cũng chỉ một lời. Dù phải chịu chẳng luôn muốn nhìn kiếm, vẫn yêu một mình anh thôi. Hey! Kéo lên cả nhà ơi! Cho một chút xíu nhạc cho nó căng. Yeah! Mỗi người bấm cho Duy Trinh một nút like nào không anh chị ơi. Và chia sẻ cho Duy Trinh một chia sẻ nào anh chị ơi. Mới được 1.000 chia sẻ thôi. Trong tình yêu làm sao biến ai luôn chân thành. Làm sao biết ai hay lừa dối. Xin hãy cứ yêu đừng nên bối rối. Trước tiên tự tìm ra lối bước qua gian dối người ơi. Em nhìn anh cười tươi trong đáy mắt em dịu dàng. Anh nhìn em mặt trời hoa bướm lung linh tỏa sáng. Mình nói cứ nói nhỉ. Thế nhưng cần chỉ phải nói. Cứ nghe lòng ta khẽ khẽ hát câu yêu chỉ một người. Khi thời gian như đứng yên lại, quá điên dại ôm chiếc hôn đồng. Giữ hơi thở để bên người ngất đắm say vì ngọt đôi môi. Cho dù mai vật đôi sao rời, trái tim này cũng chỉ một lời. Dù phải chịu chẳng luôn muốn nhìn kia một mình anh thôi. Thì thời gian như đứng yên lại, quá điên dại ôm chiếc hôn nồng. Giữa hơi thở để mấy người ngất đắm say vì ngọt đôi môi. Cho dù mai vật đôi sao rời, trái tim này cũng chỉ một lời. Dù phải chịu chẳng luôn muốn nghìn kiếp vẫn yêu một mình anh thôi. Yeah! Yêu cả nhà mình ạ. À. Yeah! Mới chưa được 1.500 chia sẻ anh chị ơi, mỗi người bấm cho em một nút chia sẻ nó anh chị ơi. Mới được một nửa like thôi, mỗi người bấm cho em một nút like. Những anh chị nào đang xem bấm cho em một nút like có mất gì đâu ạ. À. Bấm để cho người khác vào xem với anh chị ơi.
Mọi người đang ủng hộ mình rất là nhiệt tình anh ạ. Thế phải sôi động hơn. Thế phải sôi động hơn mới được, đúng không? Căng dần. Đúng rồi. Mọi người vào đây chỉ có căng dần thôi ạ. Ngày ta sánh đôi, hạnh phúc nói cười, chỉ mong thế thôi. Đến tận cuối cùng, từng giây phút trôi, ánh mắt sáng ngời, cầm tay bước đi, tiếng yêu cất lời. Và em cảm ơn cuộc đời này đã mang anh về bên mình để rồi. Sớm mai khi thức dậy, em nói rằng hãy yêu em và bên anh cười nhé. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với anh một câu sẽ đi tròn đến cuối quãng đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân đừng đi, thì em yêu ơi xin em hãy cứ tin. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với anh một câu sẽ đi tròn đến cuối quãng đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì đôi ta cũng sẽ mãi không xa rời. Hey! Con số 1 được không ạ? Mọi người yêu thương chia sẻ. Con số 1 của DJ Now FC11. Con số 1 thì sẽ sung tung nóc luôn. Yeah. Kính chúc quý vị anh chị các bạn một năm mới an khang thịnh vượng luôn. Ngày ta sánh đôi, hạnh phúc nói cười, chỉ mong thế thôi. Đến tận cuối cùng, từng giây phút trôi, ánh mắt sáng ngời, cầm tay bước đi, tiếng yêu cất lời. Và em cảm ơn cuộc đời này đã mang anh về bên mình để rồi. Sớm mai khi thức dậy, anh nói rằng hãy yêu em và bên em người nhé. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với chính một câu sẽ đi tròn đến cuối quãng đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì em yêu ơi xin em hãy cứ tin. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, hứa với anh một câu sẽ đi tròn đến cuối quãng đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì đôi ta sẽ cùng mãi không xa rời. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với anh một câu sẽ đi tròn đến cuối quãng đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì em yêu ơi xin em hãy cứ tin. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, hứa với anh một câu sẽ đi tròn đến cuối quãng đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì đôi ta cũng sẽ mãi không xa rời. 9,4k người xem rồi ạ. Mọi người ơi hãy yêu thương anh chị em và chia sẻ giúp Duy Trinh và Nhật Lệ trong buổi tối này để mọi người cùng vào xem được không ạ? Yeah. Toát mồ hôi luôn anh chị ạ, toát mồ hôi luôn. Đầu cần, tuần là phải năng lượng ạ. Chỉ cần mỗi người cho em một cái yêu cầu và một cái ca khúc anh chị yêu thích nhất để hai anh em có thể gọi là hết cỡ ngày hôm nay anh chị, hết nấc ngày hôm nay. Và hôm nay là mùng 3 đúng không ạ? Mùng 3 mà không có vấn đề gì hết, chúng ta sẽ có những cái bài rất là hay. Hy vọng là mỗi người cho hai anh em một cái chia sẻ anh chị, và một cái yêu cầu anh chị nhá. Mỗi người cho anh em một cái yêu cầu để hai anh em có thể hát được nhiều hơn được không ạ? Mọi người để lại comment bài hát đi ạ. Hãy yêu cầu những các cô anh chị yêu thích nhất được không ạ? Vì mình ngồi dậy trưa, cà phê sáng với tôi được không? Chơi với quang ngày đông,
sao thấy cô đơn và lạc lõng. Đêm mới đang ngồi trường, ngồi đây uống với tôi vài ly. Say thì cứ say, yêu thì bỏ đi. Đôi khi ta gặp nhau để dạy nhau cách sống trong khổ đau. Đôi chân mang lặng thinh, thương một người không hề toàn tình. Đôi khi anh dừng lại, chẳng hiểu đang khóc, đang đau vì ai. Khóc vì, đau vì, dù mình đã sai. Nhiều khi muốn một mình nhưng sợ cô đơn, sợ cảm giác trong vắng mỗi ngày ngồi lớn, sợ chạm vào nỗi nhớ vu vơ, gian gian dịu dịu mập mờ. Năm chưa xong đã vội đổ vỡ. Ừ thì anh thích một mình nhưng sợ cô đơn, dù đã từng nói như thế có lẽ sẽ tốt hơn. Chỉ là vì chẳng muốn yêu ai khi mình anh với những đêm dài. Nghĩ đi em, đâu ai chung tình được mãi. Hey! Còn số 1 đâu anh chị ơi, mọi người like cho em một cái mới được 5.007 like mà có gần 10.000 người xem. Mỗi người nhấn nút like cho em một cái ạ. Gần sắp được 3.000 chia sẻ rồi, cho em lên 5.000 chia sẻ các chị ơi. Đôi khi ta gặp nhau để dạy nhau cách sống trong khổ đau. Đôi chân mang lặng thinh, thương một người không hề toàn tình. Đôi khi em dừng lại, chẳng hiểu đang khóc, đang đau vì ai. Khóc vì, đau vì, duyên mình đã sai. Đôi khi muốn một mình nhưng sợ cô đơn, sợ cảm giác trong vắng mỗi ngày ngồi lớn, chưa chạm vào nỗi nhớ vu vơ, gian gian dịu dịu mập mờ. Năm chưa xong đã vội đổ vỡ. Ừ thì chính thích một mình nhưng sợ cô đơn, dù đã từng nói như thế có lẽ sẽ tốt hơn. Chỉ là vì chẳng muốn yêu ai khi mình anh với những đêm dài. Nghĩ đi em, đâu ai chung tình được mãi. Rồi chạm vào nỗi nhớ vu vơ, gian gian dịu dịu mập mờ. Năm chưa xong đã vội đổ vỡ. Ừ thì chính thích một mình nhưng ngại cô đơn, ngại cô đơn ạ. Dù đã từng nói như thế có lẽ sẽ tốt hơn. Chỉ là vì chẳng muốn yêu ai khi lòng anh với những đêm dài. Nghĩ đi em, đâu ai chung tình được mãi. Bắt đầu phiêu rồi đấy hả? Hey! Bài này buồn quá, em hát luôn cái bài say đi. Một đêm say ạ. Ok. Ok luôn. Cùng say được không ạ? Đã say là phải xe nha mọi người. Đã say là phải xe ạ. Một
bốn đêm say. Buồn quá mà kiểu là không chung tình được mãi thì phải đứng đầu để say luôn. Đúng rồi đấy ạ. Kính chúc cô chú anh chị các bạn nghe nhạc thật là nhiều vui khỏe nha anh chị nha, và chúc cô chú anh chị các bạn thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui đến với kênh giải trí âm nhạc của Duy Trinh mỗi ngày. Hãy quên đừng quên bấm cho Duy Trinh một nút like, một nút chia sẻ nha. Ta chưa sống một lần trên đời. Ê! Lỗi kỹ thuật ạ. Em muốn nói em yêu anh khi men còn trong hơi thở. Vậy lại gần hôn em đi khi con tim không còn trên đầu. Khi hai má em hây hây, anh nói anh sẽ tiếng đàn. Vậy lại gần hôn em đi, lại gần hôn em. Em sẽ để anh mặt trời. Lại gần hôn em, hãy anh để em chơi vơi. Giờ còn đôi ta, giờ còn đôi ta, anh có muốn đi thật xa. Có ta chỉ sống một lần trên đời, đâu còn hết lắm đi ạ. 10k rồi mọi người ơi, yeah. Tiếp tục chia sẻ với các chị ơi, bấm like đây. Chưa được 10.000 like anh chị ơi, tiếp tục 3.000 chia sẻ là cho em thêm 2.000 nữa anh chị ơi. Ta chỉ sống một lần trên đời, suy nghĩ lắm chi anh ơi. Bao nhiêu yêu thương trên đời là vị ngọt trên đôi môi. Lại gần hôn em sẽ để anh mặt trời. Lại gần hôn em, hãy để em chơi vơi. Giờ còn đôi ta, kia là núi hay là nhà. Giờ còn đôi ta, anh có muốn đi thật xa. Ta chỉ sống một lần trên đời. Ta chỉ sống một lần trên đời. Lại gần hôn em sẽ để anh mặt trời. Lại gần hôn em, hãy để em chơi vơi. Giờ còn đôi ta, kia là núi hay là nhà. Giờ còn đôi ta, anh có muốn đi thật xa. Khi đôi môi em còn đỏ mọng, khi đôi môi em còn đỏ mọng. Đây là đỏ hồng mọi người ạ. Khi đôi môi em còn đỏ mọng. Thank you tất cả cô chú anh chị các bạn, cảm ơn mọi người, cảm ơn anh chị đã ở đây đã chia sẻ và bấm like cũng như là đã bình luận vào comment vào cái livestream của hai anh em. Cảm ơn tất cả anh chị. Hy vọng để anh chị muốn nhạc gì ạ? Nhạc bolero, nhạc quẩy hay là nhạc gì tiếp ạ? Chiều quá, cảm ơn các chế. Và đừng quên ngày hôm nay là ngày một trong những mà ngày mà vẫn đang săn sale của cho tất cả anh chị chương trình 1 tặng 1 duy nhất trong 3 năm bán hàng của Duy Trinh, duy nhất chỉ có một lần duy nhất thôi. Cho nên là anh chị nào mà muốn săn sale một cái chương trình tuyệt vời nhất của Duy Trinh thì hãy chờ đợi một chút xíu nữa nhé. Để bây giờ thì không bằng hát rồi, không bằng hát rồi em ạ, không bằng hát rồi. Rất là cute đúng không? Cút quá, cảm ơn à. Anh chị muốn nghe bài gì ạ? Anh chị ơi muốn nghe bài gì ạ? Kéo, tiếp tục kéo chương trình lên, mỗi người bấm một nút like giúp Duy Trinh nha anh chị ơi. Mỗi người cho Duy Trinh một nút like nhá. Bấm cho Duy Trinh một nút like ạ. Để xem anh chị muốn nghe bài gì.
em đang đọc đây. À, xem anh chị nghe bài gì. Tình đơn phương à? Em là con thuyền cô đơn. Em là con thuyền cô đơn. Tình đơn phương đi cho nó vui. Ok. Ok. Tình đơn phương nha các anh chị nhé. Anh chị ơi, nghe nhạc chill thì hãy chia sẻ và ủng hộ và chia sẻ mỗi người một bình luận cho giúp chương trình nha. Mỗi người bấm cho Monun like ạ. Em đang đọc được rất nhiều những yêu cầu của anh chị ạ, và em sẽ hát ạ. Nhiều lần ngập ngừng muốn ngỏ ý, tiếng yêu đương sao không thành câu. Sợ rằng đường về không còn xa, để bên anh ai đưa lối về. Nhiều lần trộm nhìn anh thật lâu, nét thơ ngây chưa vương sầu đau. Nàng đẹp ngàn ngàn muốn ánh sao, dịu dàng mong manh em xinh như cánh hoa đào. Đôi khi tay em cười vui, lòng anh sao xuyên. Nàng ơi hay biết chăng, anh đã yêu từ lâu. Đôi khi bên em thương ấy mà ra lòng đừng nói ra em. Con tim trinh nguyên vương tình sâu chân ngỡ. Giờ nữ hương phai nhanh, em ơn em rồi em mang có đàn trên lối về. Anh chỉ lưu em đơn phương tỏ rằng mình đừng nói ra để mai đây bên em ta chung về lối nhỏ. Dù lòng nhiều đớn đau, yêu em từ lâu. Rất nhiều comment của mọi người ạ. Yeah. Nhiều lần ngập ngừng muốn ngỏ ý, tiếng yêu đương sao chưa thành câu. Sợ rằng đường về không còn xa, để bên anh ai đưa lối về. Nhiều lần trộm nhìn anh thật lâu, nếm thơ ngây chưa vương sầu đau. Nàng đẹp dịu dàng muốn ánh sao, dịu dàng mong manh em xinh như cánh hoa đào. Đôi khi tay em cười vui, lòng anh sao xiết. Nàng ơi hay biết chăng, anh đã yêu từ lâu. Đôi khi bên em từng ngày mà rằng lòng đừng nói ra em. Con tim trinh nguyên vương tình số chân ngất. Giờ lưu hồng phai nhanh, ám ơn em rồi em mang có đơn trên lối về. Anh xin yêu em đơn phương tha rằng mình đừng nói ra để mai nay bên em ta chung về lối nhỏ. Dù lòng nhiều đơn con tim trinh nguyên vương tình sâu chất ngất. Giờ nụ hồng phai nhanh, em ơn em dỗi em mang cô đơn trên lối về. Anh xin yêu em đơn phương thò rằng mình đừng nói ra để mai đây bên em ta chung về lối nhỏ. Dù lòng yêu đớn đau, yêu em từ lâu. Thank you các chị, cảm ơn anh chị đã ủng hộ Duy Trinh cũng như Nhật Lệ. Cảm ơn các tình yêu Duy Trinh, vui quá, comment của anh chị nhảy như mưa luôn. Chương trình quà 11, mùng 1 tháng 1 chuẩn bị bắt đầu anh chị nha, hãy chờ đợi một chút xíu nữa. Mình chưa kịp làm cái bài, mà có một cái bài hay lắm mà chưa kịp làm. Hẹn anh chị trong làm gần nhất. Lắm lúc là mỗi cô muốn làm cho nhanh lắm để có beat để hát cho anh chị nghe, nhưng mà sẽ cố gắng phục vụ. Hãy chờ đợi anh chị nhá. Và mỗi ngày nó sẽ có vài bài mới tinh xà bông luôn anh chị ạ.
bờ mi ấy xin đừng ngấn lệ như ngày anh bước đi. Giờ ôm than van cũng ích gì người bận tâm chi. Giờ này phương xa đó nhung gấm quanh mình, người có nhớ không nghĩa tình, khó khăn còn thương nhau mãi đâu, sao dâu sầu. Chỉ mong anh sẽ chọn đúng người, thật lòng thương lấy anh. Bởi anh đau em cũng rất buồn, vì mình từng yêu thương. Và xin anh hãy nhớ lấy tháng năm này, mình đã có nhau như vậy, lỡ sau này ta trông thấy nhau, xin đừng ngoảnh đầu. Cả cuộc đời này chính không ta thứ cho bản thân mình vì đánh mất em. Một người đàn ông như đang tan cốt như một đứa trẻ. Buồn phiền nào gương khi anh trông tay thế giới của mình xanh mát bên ai. Vì sao người lại đắn tâm nát sẽ tim anh làm hại. Yeah! Bài này hay quá. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Nhạc này cuốn quá anh chị ơi, không chia sẻ không được. Anh chị nhảy đi nhá. Không chịu được đâu. Na 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 na. Chỉ mong anh sẽ chọn đúng người, thật lòng thương lấy anh. Bởi anh đau em cũng rất buồn, vì mình từng yêu thương. Và xin anh hãy nhớ lấy tháng năm này, mình đã có nhau như vậy, lỡ sau này ta trông thấy nhau, xin đừng ngoảnh đầu. Cả cuộc đời này anh không tan tư cho bản thân mình vì đánh mất em. Một người đàn ông như đang tan cốc như một đứa trẻ. Buồn phiền nào hơn khi anh trông tới thế giới của mình xanh mướt bên ai. Vì sao người lại đắn tâm đã sẽ tim anh làm hại. Cả cuộc đời này anh không tha thứ cho bản thân mình vì đánh mất em. Một người đàn ông như đang tan cỡ như một đứa trẻ. Buồn phiền nào hơn khi anh trông tới thế giới của mình xanh mướt bên ai. Vì sao người lại đắn tâm mà sẽ tìm anh làm ai. Chào đón con số 1 hát bài ôm sau lưng đi. Ôm sau lưng. Đang sung. Chỉ có Duy Trinh ấy, với các chế của Duy Trinh mới biết bài ôm sau lưng là bài gì thôi. Em chưa biết. Người con gái anh từng yêu sao rồi, có một mình đi dưới mưa lúc buồn. Lệ con rơi khi ngồi xem thước phim buồn, ôm thật chặt vào ai khóc như đứa trẻ. Người con gái anh từng yêu quên rồi, có những chiều tay nắm tay ngóng đợi. Hoàng hôn xuống ta kề vai nói những lời, rằng đôi ta chỉ cần nhau thôi. Yêu hay quan tâm anh và nhắc anh bao điều,
an lành, xóa hết hy vọng một tình yêu và khai trái tim xanh. Quên hết bao năm đi bé nam anh thật không thể làm được. Người mình thương giờ chẳng nhớ tên anh rồi. Kéo lên 15k đi anh chị ơi. Đơn giản đúng không ạ? Mỗi người tiếp tục một chia sẻ. Chưa được 5.000 chia sẻ anh chị ơi. Nghe đến đoạn này là cuốn rồi đấy ạ. Mạnh mẽ hơn nữa đi à mọi người, bấm cho em một nút like đi cả trời ơi. Người con gái anh từng yêu quên rồi, có những chiều tay nắm tay ngóng đợi, hoàng hôn xuống ta kề vai nói những lời rằng đôi ta sẽ chỉ cần nhau thôi. Quan tâm chính và nhắc anh bao điều em thích qua hồng và mùa đông, được anh ôm phía sau lưng em nói bên anh, qua bao nơi em cảm thấy rất nhẹ nhàng. Bây giờ ai là người cho em yên bình? Em vứt xa anh khi yêu đương đang gìn giữ vẫn an lành, xóa những hy vọng một tình yêu và hai trái tim xanh. Quên hết bao năm đi bé nam anh thật không thể làm được. Người mình thương giờ chẳng nhớ tên quen thuộc. Quan tâm anh và nhắc anh bao điều em thích hoa hồng và mùa đông, được anh ôm phía sau lưng em nói bên anh, qua bao nơi em cảm thấy rất nhẹ nhàng. Bây giờ ai là người cho em yên bình? Em vứt xa anh khi yêu đương đang gìn giữ vẫn an lành, xóa hết hy vọng một tình yêu và khai trái tim xanh. Quên hết bao năm đi bên em anh thật không thể làm được. Người bình thường giờ chẳng nhớ tên quen thuộc. Hôm nay kéo lên con số 2 thử xem anh chị, mỗi người chia sẻ cho em một cái sao là lên con số 2 luôn cho vui luôn anh chị. Cô gái anh yêu. Cô chú anh chị đang ủng hộ mình rất là nhiệt tình, đang chia sẻ giúp anh em mình đấy. Quá tuyệt vời, là quá nhiệt tình luôn mà. Hai anh em tiếp tục nhiệt tình với anh chị, không thể nào dừng được cái chuyến bay VN31 này được ạ. Phải bay mãi thôi ạ. Dưới cơn mưa chiều nay sẽ đưa bóng tôi khuất xa dần. Thật mưa tôi nhẹ rơi nhưng ngàn giọt nước mắt đang cay. Tình yêu xưa giờ đây chỉ nghe xót xa trái tim này. Và vì sao tôi lại đi để lại sau lưng bao nhiêu nhớ thương. Vì tình yêu em đã biết trong mỗi trái tim chỉ cần một người. Dù cả đời này lên nói mãi mãi tôi không bao giờ tha thứ. Tại ngày xưa đừng bao giờ anh hứa sẽ yêu trọn đời. Để giờ đây em đâu cần hối tiếc khi đã yêu. Từ khi gặp nhau tiếng yêu thiết ta đã trao lời. Dù cho không còn yêu cũng đừng nên oan trách nhau. Tại sao anh lại gieo đắng cay với câu nói vô tình? Và tôi luôn là tôi, chớ mong đổi thay tôi làm gì à? Tôi là tôi nha mọi người. Mọi người tên một chia sẻ là lên con số 2 luôn anh chị ơi. Gần được 4.000 rồi, cho lên 5.000 chia sẻ cho em trai với ạ. 12.000 like anh chị, bấm lên 20.000 like cho em với. Sắp được rồi ạ. Cơn mưa chiều nay sẽ đưa bóng tôi khuất xa dần. Trời mưa rơi nhẹ rồi nhưng ngàn giọt nước mắt đang cay. Tình yêu xưa giờ đây chỉ nghe xót xa trái tim này. Và vì sao tôi lại đi để lại sau lưng bao nhiêu nhớ thương. Vì tình yêu em đâu biết trong mỗi trái tim chỉ cần một người. Dù
đời này. Lời em nói mãi mãi tôi không bao giờ bất thương. Ta ngày xưa đừng bao giờ anh hứa sẽ yêu trọn đời. Để giờ đây em đâu cần hối tiếc khi đã yêu. Ngày xưa khi gặp nhau tiếng yêu thiết ta đã trao lời. Dù cho không còn yêu cũng đừng nên oan trách nhau. Tại sao anh lại gieo đắng cay với câu nói vô tình? Và tôi luôn là tôi, chớ mong đổi thay tôi làm gì. Yeah. Sắp 20 ca rồi mọi người ơi, cố lên ạ. Yeah. Nhạc này chiêu quá, hết nhạc con về mẹ ơi. Anh Trinh phải múa vũ điệu cùng chiêng lên 20 ca luôn đấy ạ. Lúc biết trong mỗi trái tim chỉ cần một người. Trong cuộc đời này lời em nói mãi mãi chính không bao giờ thất hư. Từ ngày xưa đừng bao giờ anh hứa sẽ yêu trọn đời. Để giờ đây em đâu cần hối tiếc khi đã yêu. Ngày xưa khi gặp nhau tim yêu thiết ta đã trao lời. Dù cho không còn yêu cũng đừng nên oan trách nhau. Tại sao anh lại gieo đắng cay với câu nói vô tình? Và tôi luôn là tôi, chớ mong đổi thay tôi làm gì. Yeah. Trên 20k rồi anh Thành thấy không? Tiếp tục nói chị ơi, bấm like cho em một cái mọi người, bấm cho em một nút like à. Thêm mấy trăm chia sẻ nữa các chị ơi. Mọi người quá yêu thương anh em luôn ạ. Yeah. Tối nay cô chú anh chị sung quá, nhiệt tình với hai anh em quá. Thế thì chúng ta sẽ hát bài gì để cho sung hơn nhỉ? Muốn bài gì? Anh chị muốn nghe bài gì ạ? Anh chị comment đi ạ. Một trong những ca khúc nào anh chị yêu thích nhất thì anh chị hãy cho hai anh em biết để hai anh em có thể là hát theo sự yêu cầu của anh chị ạ. Và hai anh em chỉ gọi là hát mà gọi là sao ạ? Thích mình. Không phải, cái này là gọi là phục vụ ấy, mình bắt buộc phải gọi là ngồi đây để được phục vụ anh chị các bạn. Khi mà phục vụ anh chị các bạn mà cảm thấy thật sự may mắn vì anh em đã được ngồi để hát cho anh chị nghe. Nàng như một đóa hồng phai, hương sắc heo hoang theo những ngày dài. Cuộc tình đi qua trong em mang bao tiếng nuôi trái tim vỡ tan. Hey! Nhận lại thương cánh rụng rời, nàng vẫn xót xa cho chính đời mình. Vì người em yêu đã nói dung nhan tuyệt vời nhất thế gian là em. Khi em như hoa nhạt đầu, anh quên khi ta có nhau. Những phút lần nãy lần đầu, cho tim càng thêm nhói đau. Cánh hoa tàn, cánh hoa tàn, dưới chân nàng, dưới chân nàng, là cả tuổi xuân cho tao vội đi. Xuân rơi trên cánh lụa hồng, hãy nước mắt em ngóng trông, mong tình sẽ đến một lần bên em để tôi nhớ mong. Cánh hoa tàn, cánh hoa tàn, dưới chân nàng, dưới chân nàng, là cả tuổi xuân trôi theo mỗi từ. Nàng khóc cho mình. Wow, 23.3k rồi ạ. Trời ơi mọi người ơi, mọi người yêu thương anh em em quá. Yeah. Say. Thế này là anh em mình phải sung lên. Chốn hồn nhiên, ánh mắt của nàng chất chứa buồn phiền. Cuộc tình đi qua trong em mang bao tiếng nuối trái tim vỡ tan. Hẹn nhau nơi cuối cuộc đời, sẽ có với nhau giây phút tuyệt vời. Mà đời đâu như trong mơ, để lại bơ vơ nỗi đau mình như hoa nhạt màu. Anh quên khi ta có nhau, những phút đêm nãy lần đầu, cho tim càng thêm nhói đau. Cánh hoa tàn, cánh hoa tàn, dưới chân nàng, dưới chân nàng, là cả tuổi xuân trước tao mỗi tim.
sương rơi trên cánh lụa hồng, hay nước mắt em ngóng trông, mong tình sẽ đến một lần bên em để tôi nhớ mong cánh hoa tàn. Cánh hoa tàn dứt chân nàng, dứt chân nàng là ca tươi xuân chỉ theo mỗi tình. Khi em như hoa nhạt nở, anh quên khi ta có nhau. Những phút tân ái lần đầu, do tim càng thêm nhói đau. Cánh hoa tàn, cánh hoa tàn, dứt chân nàng, dứt chân nàng là ca tươi xuân trôi theo ngày tháng. Dừng đôi trên cánh lụa hồng, hay nước mắt em ngóng trông, mong tình sẽ đến một lần bên em để tôi nhớ mong. Cánh hoa tàn, cánh hoa tàn, dứt chân nàng, dứt chân nàng là ca tươi xuân trôi theo mỗi tình. Nàng khóc cho mình. Cái chế mà chia sẻ xem đâu như thế này thì hai anh em chết mất. Cười xong như kiểu này là lát nữa là đuối. Ôi trời ơi, anh chị hôm nay quá yêu thương hai anh em luôn ạ. Mọi người hôm nay quá nhiệt tình luôn. Anh chị mà yêu thương một tí như thế này nữa thì chắc là hai anh em kiểu gì. Lát nữa cũng đai luôn cho anh chị xem. Hát không điểm dừng. Nhưng mà kệ đi, mai tính sau. Đúng không? Tối nay cứ hết mình đi đã. Đúng rồi, cứ hết mình đi đã. Hết mình đi ạ. Nhá. Cô chú anh chị, hết mình với chúng ta là tại sao chúng ta không hết mình với cô chú được ạ? Sao em chỉ muốn thét lên rằng em nhớ anh, yêu đương thua ấy chỉ còn lại như cánh đồng hoang. Đơn côi sớm tối em bây giờ như thế thôi, hoang mang trống vắng. Biết bao lần em đã tự hỏi, giờ người đâu đó có còn khốn khó, có còn yêu em nồng nàn như thuở xưa. Giờ người đâu đó có thật hạnh phúc, có nghĩ về em dù là trong phút giây. Vì anh oxy lần nào không suy nghĩ, giờ em biết đi trách nhau được gì. Vì anh oxy lòng đã không suy nghĩ, giờ ôm nỗi đau nỗi đau biên ly. Tình yêu hôm qua là thật hay dối trá, mà sao nỗi đau cứ theo nhau về. Tình yêu hôm qua giờ đã trôi xa quá, lòng sao vẫn yêu người xa. Có những lời khen để cổ vũ anh em mình rất là nhiều luôn. Mẹ ơi hết nhà con về. Vì anh muốn chi. Sao em chỉ muốn thét lên rằng em nhớ anh, yêu đương thua ấy chỉ còn lại như cánh đồng hoang. Đơn côi sớm tối em bây giờ như thế thôi, hoang mang trống vắng. Biết bao lần em đã tự hỏi, giờ người đâu đó có còn khốn khó, có còn yêu em nồng nàn như thuở xưa. Giờ người đâu đó có thật hạnh phúc, có nghĩ về em dù là trong phút giây. Vì anh oxy lòng đã không suy nghĩ, giờ em bước đi trách nhau được gì. Vì anh oxy lòng đã không suy nghĩ, giờ ôm nỗi đau nỗi đau biên ly. Tình yêu hôm qua là vật hay dối trá, mà sao nỗi đau cứ theo nhau về. Tình yêu hôm qua giờ đã trôi xa quá, lòng sao vẫn yêu người xa. Vì anh ngu si lòng đã không suy nghĩ, giờ em bước đi trách anh được gì. Vì anh ngu si lòng đã không suy nghĩ, giờ nỗi đau nỗi đau biệt ly.
tình yêu hôm qua là thật đi rồi chán, mà sao nỗi đau cứ theo nhau về. Tình yêu hôm qua giờ đã trôi xa quá, lòng sao vẫn yêu, vẫn yêu người xa. Hát không biết mệt luôn ạ. Không phụ lòng yêu thương của các anh chị đâu ạ. Chia sẻ anh chị ơi, chưa được 5.000 chia sẻ. Các chị đang xem cho em một chia sẻ đi anh chị ạ. Bấm cho em một nút like đi ạ. Hôm nay phải lên 20 mấy nghìn like đi ạ. Hôm nay phải ok hơn mọi khi, là anh chị mỗi người bấm cho em một nút like. Nút like để cái bài hôm nay nó sẽ hay hơn ngày bài ngày hôm qua và không bằng ngày bài ngày mai, được không ạ? Cảm ơn anh chị. Anh chị thấy không? Hai anh em cố gắng tốt nhất có thể để có thể hát những cái bài hát mà nó không bị lỗi, nhưng mà hát xong anh chị thấy là mệt. À, anh chị làm bọn em sung lên á, anh chị làm bọn em thấy cảm thấy như là đang hát cho người nhà mình nghe, và mà cái cảm giác không biết mệt là gì cả. Lát nữa mới mệt anh chị ạ. Cảm ơn anh chị, cảm ơn cô chú anh chị các bạn, cảm ơn mọi người. Mỗi người có thể bình luận cho em một cái và nhấn like cho em một cái, chia sẻ cho em một cái ạ. Mới được 4.500 chia sẻ thôi anh chị, cho em thêm 500 chia sẻ. Mỗi người dừng lại 2 giây chia sẻ cho mình. Mỗi người dừng lại 2 giây thôi ạ, và chia sẻ cho mình một cái ạ, cho em một cái ạ, cho cháu một cái ạ. Cảm ơn cô chú anh chị ạ. Cảm ơn anh chị. Cảm ơn anh chị, cảm ơn mọi người. Mình thằng đôi mắt đi anh. Đôi mắt à? Được, bài này hát được. Đôi mắt hát đúng được. Đúng bài tủ anh nhỉ? Không, không phải tủ nhưng mà bài này hát được. Bài này rất hay đấy ạ. Anh chị cô chú cứ để lại comment ạ. Đôi mắt. Những ca khúc mà cô chú anh chị yêu thích thì hãy để lại anh chị nhé. Từng ngày trôi qua mau nụ cười trao nhau lại thêm lâu. Dù ngày vui không bao lâu và như buồn đau trốn giấu. Đôi mắt dịu dàng nồng ấm giờ này đã xa xăm. Em vẫn nhẹ nhàng nhìn ngắm mà cứ ngỡ trong lòng. Giờ thì vui qua đi, đường dài chia ly lệ vương trên mi. Giờ thì anh đâu vui chi, giờ thì mình em suy nghĩ. Em biết rồi ngày lại đến, ngày lặng lẽ đôi bên. Em biết tình mình là hết và em sẽ không quên. Giờ em nơi phương xa nhiều bơ vơ, giờ còn lại mình bơ vơ. Bao nhiêu mộng mơ rồi tan biến đâu, ai ngờ tình yêu trong anh cho em mãi mãi để trở về ngồi bên anh. Yêu thương còn đây mà đôi mắt kia tạo gầy vì ai. Anh chị đủ sung chủ vui chưa? Còn có 300 là dừng lại 2 giây và chia sẻ cho hai anh em đi các chị ơi. Nhảy lại khỏi cần giảm cân. Đúng vậy ạ. 43 tuổi không cần phải giảm cân đấy chị ơi. Tới 43 tuổi mà vẫn còn ok nè. Cứ gặp được cô chú anh chị trên livestream là lúc nào cũng sẽ trẻ đẹp đúng không anh? Đúng rồi, vô ưu. Từng ngày trôi qua mau nụ cười trao nhau lại thêm lâu. Dù ngày vui không bao lâu và nhiều buồn đau trốn giấu. Đôi mắt dịu dàng nồng ấm giờ này đã xa xăm. Anh vẫn nhẹ nhàng nhìn ngắm mà cứ mơ trong lòng. Dù ngày vui qua đi, đường dài chia ly lệ vương trên mi. Giờ thì em đâu vui chi, giờ thì mình em suy nghĩ. Em biết rồi ngày lại đến, ngày lặng lẽ đôi bên. Em biết tình mình là hết và anh sẽ không quên. Giờ em nơi phương xa nhiều bỡ ngỡ, giờ còn lại mình bơ vơ. Bao nhiêu mộng mơ rồi tan biến đâu, ai ngờ tình yêu trong anh cho em mãi mãi. Rồi trở về vội bên anh, yêu thương còn đây mà đôi mắt kia ảo gầy. Giờ em nơi phương xa nhiều bỡ ngỡ, giờ còn lại mình bơ vơ. Bao nhiêu mộng mơ rồi tan biến đâu, ai ngờ tình yêu trong anh cho em mãi mãi. Rồi trở về vội bên anh, yêu thương còn đây mà đôi mắt kia ảo gầy. Giờ em nơi phương xa nhiều bỡ ngỡ, giờ còn lại mình bơ vơ. Bao nhiêu mộng mơ rồi tan biến đâu, ai ngờ tình yêu trong anh cho em mãi mãi. Để trở về vội bên anh,
yêu thương còn đây mà đôi mắt kia hao lên. Chưa bữa giờ hai anh em hát không có hôm nào mà thiếu một bài về xuân hết. Đúng rồi đấy. Nhưng mà hát xuân buồn thì không được, mà mọi người không khí đang vui như thế này. Có một cái bài xuân nào mà nó máu hơn không? Anh chị có cái bài phá cách một bài xuân được không anh chị? Mai mốt khéo với đổi thành Trinh Remix quá. Ngày xưa là Trinh Ballad, bây giờ chuyển qua Trinh Remix rồi. Hôm nay gọi gặp Nhật Lệ là chuyển qua Remix hết rồi anh chị ạ. Bởi vậy gọi là đời đưa đẩy anh chị ạ. Đấy. Đời đưa đẩy thôi, và cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã yêu thương Duy Trinh. Một bài OK Em Nước Hoa Nam thì nó là siêu sale ngày hôm nay. Hôm nay có thể săn sale, ngày mai có thể hết. OK, đợi một chút xíu. Nước hoa và collagen cứ đợi một chút xíu, không mất phần đâu. Ngày hôm nay cũng có thể là còn mà cũng có thể là hết. Hãy đợi chờ đợi chíu nhá. Có bài xuân nào không ta? Hay em mình hát đi được không? Mùa xuân hay mà. Không, xuân này đi. Xuân remix này luôn ạ. Máu. Đúng rồi. Đang remix luôn ạ. Phá cách nha anh chị ơi. Hôm nay là Nhật Lệ mặc áo đỏ cho nên là phải rực cháy đúng không ạ? Bốc lửa. Chứ xuân bình thường nó buồn. Con biết bây giờ mẹ chờ tin con, khi thấy mai đào nở vàng bên nước. Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về, đây trường ngõ mà tin con vẫn xa ngàn xa. Ôi nhớ xuân nào thuở trời yên vui, nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi. Bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng, trông bánh trưng chờ trời sáng đỏ hay hay những đôi má đào. Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm, mái tranh nghèo không người sửa sang, khu vườn thiếu hoa vàng mừng xuân. Đàn trẻ thơ ngây chưa mong anh trai sẽ đem về cho ta áo mới ba ngày xuân. Con biết bây giờ mẹ chờ em trông, nhưng nếu con về bạn bè thương mơ, bao lá trai cùng chào xuân chiến trường, không lẽ riêng mình êm ấm. Mẹ ơi con xuân này vắng nhà. Nhớ nhà không? Nhớ nhà đó mọi người ạ. Sắp Tết rồi. Chắc mẹ buồn lắm, mái tranh nghèo không người sửa sang, khu vườn thiếu hoa vàng mừng xuân. Đàn trẻ thương ấy chờ mong anh trai sẽ đem về cho ta áo mới ba ngày xuân đi quê xóm riêng. Con biết bây giờ mẹ chờ em, nhưng nếu con về bạn bè thương mơ, bao lá trái cùng chào xuân chiến trường, không lẽ riêng
cũng là một bài hát về xuân, nhưng nó sẽ làm chúng ta đỡ bùi ngồi hơn, đỡ nhớ nhà hơn. Và đây là cái thời khắc sắp sửa đến, chỉ còn có vài chục ngày nữa thôi đúng không ạ? Chỉ còn hơn 20 ngày nữa thôi sẽ đón một cái... Anh chị hãy để lại những ca khúc mà mình yêu thích nhé. Anh chị vẫn có thể tiếp tục để số nhé. Em có thể để cho Lệ hát cho anh chị nghe một xíu. Đợi xíu. Cuộc sống mai này vất vả bao nhiêu, chọn đời tình nghĩa phù thề đến hết đời, tình vẫn như xưa. Cảm ơn anh đã thương em, thanh xuân này chỉ dành cho em. Tình thương đó là tình phù thề cả cuộc đời, không thay thế ai. Hỡi người em yêu thương, em thương anh là cả cuộc đời. Tình thương đó là tình hiểu thấu cả đời này chỉ dành cho anh. Hay quá. Bài này là rất là ý nghĩa đúng không ạ? Lọ xịt mọc tóc 680 chị ạ. Mua 3 tặng 1 chị yêu nhá, 680.000 một lọ. Đây ạ, chỉ có xịt lên tóc là xịt lên chỗ nào là nó mọc chỗ đấy thôi. Xịt lên lông mày nó không có mọc đâu nhá. Yêu rất nhiều, hứa với anh đi hết cả cuộc đời, chọn đời bên nhau như lời hứa. Dù cuộc sống mai này vất vả bao nhiêu, chọn đời tình nghĩa phù thề đến hết đời, tình vẫn như xưa. Cảm ơn anh đã thương em, thanh xuân này chỉ dành cho em. Tình thương đó là tình phù thế cả cuộc đời, không thay thế ai. Hỡi người em yêu thương, em thương anh là cả cuộc đời. Tình thương đó là tình hiểu thấu cả đời này chỉ dành cho. Xuân này chỉ dành cho em, tình thương đó là tình phù thế cả cuộc đời, không thay thế ai. Hỡi người em yêu thương, em thương anh là cả cuộc đời. Dành cho anh. Có được không mọi người? Rất là nhiều cô chú đang động viên tinh thần em ấy. Anh nghĩ em là xin cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Rất là tuyệt vời, tại vì anh chị cho em những cái lời khen ấy, giống như là động viên em. Có sự giống như kiểu là em út ấy. Tức là tại vì kênh của mình là rất là nhiều anh chị nhiều ấy. Vâng ạ. Các anh chị, thực ra anh chị rất là bao dung ấy.
Tại vì có những cái mà khích lệ rất là tuyệt vời. Không phải là ai cũng được nhận những cái sự yêu thương của anh chị đâu. Tại vì kênh mình là một cái kênh nó hoàn toàn khác với tất cả những cái kênh khác. Bởi vì rất là may mắn vì trong thời gian hai anh em mình cũng có thể là em cũng đã gọi là được sự đón nhận của anh chị. Đó là điều tuyệt vời. Vâng ạ. Em hát một bài luôn. Phải nghe ấm lòng nhạc xấu đi. Thôi để mình anh hát. Nhạc là xấu quá. Em để anh hát. Em muốn hát bài xuân. Ok. Anh em nó quay trở lại một cái nào vui hơn đi. Tự nhiên hát cái gì mà nó buồn ghê trời. Buồn quá. Ôi trời, hỏng luôn rồi, hỏng luôn rồi. Anh chị cổ vũ anh Duy Trinh đi ạ. Hết pin rồi. Mùa xuân muôn hoa rám nồng, chỉ xuống gió xuân nồng cháy. Người cho môi em ngỡ ngàng, người tên cho tình anh chợt mơ. Muôn hoa tồn tư, mang hạnh phúc tuyệt vời, mang hạnh phúc tuyệt vời à. Nhớ nghe anh yêu, nhớ nghe anh yêu, mà say đắm cho đời. Ôi từng nụ hôn yêu thương. Là vẫn máu mà cứ qua remix là đúng bài của anh em mình. Lên ơi, hết nhạc con về mẹ ơi. Hôm sau này cơ giờ này còn đông nữa nhỉ? Quá đông nhỉ, anh chị lại ở lại quá đông luôn. Xuân đã đến bên em, giáng xuân tuyệt vời, giáng xuân tuyệt vời. Xuân đã đến bên người, xin người hãy cùng em vui xuân. Yeah, mang hạnh phúc cho đời, mang hạnh phúc cho đời. Gió xuân tuyệt vời, gió xuân tuyệt vời. Mà say đắm cho người, xin người hãy cùng em vui xuân. Người còn nhớ bước sẽ gặp gỡ. Mùa xuân muôn hoa sắc hồng, chỉ xuống gió xuân nồng cháy. Người cho môi em lỡ ngàng, người đến cho tình anh chợt mơ. Muôn hoa còn tươi, mang hạnh phúc tuyệt vời, mang hạnh phúc tuyệt vời à. Nhớ nghe em yêu, nhớ nghe em yêu, mà say đắm cho đời. Ôi từng nụ hôn yêu nhớ là ai yêu, ta say đắm cho đời. Ôi từng nụ hôn yêu thương. Xuân rồi cười lên ạ. Yeah. Cha, 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 cha. Đến khúc cuối mà chúng ta vẫn còn vui, giảm cân 1 triệu 2 ạ. 1 triệu 2 một tháng, 1 triệu 2 một tháng nhé bạn nhé. 1 triệu 2 một tháng. Ok, và Duy Trinh cũng nói tiếp tục nói về cái nước hoa, cái tinh chất hoa hồng của Nhật này. 1 triệu 350 nghìn nhưng mà nó 1 tặng 1, 2 tặng 2, 3 tặng 3. Và anh chị mua 3 tặng 3 thì uống được 9 tháng. Thơm cơ thể, thơm mùi, thơm cái hơi thở. Chúng ta nói chuyện ra sẽ giúp cho người đối diện người ta dễ chịu. Và thơm cơ thể và điều hòa đất tố sáng ra, uống chung được với collagen, uống chung được với collagen sủi luôn. Anh chị có thể uống chung được nhé. Vừa đẹp da, vừa cho chúng ta rất là tuyệt vời, một cái sản phẩm mà chăm sóc sức khỏe toàn diện cho phái đẹp luôn anh chị nhé.
Và anh chị đừng quên Duy Trinh có tỏi đen nhá. Một nửa ký tỏi đen này không biết là còn hàng hay không, nhưng mà Duy Trinh hãy cầm lên một chút xíu để cho anh chị biết. Một nửa ký tỏi đen là 760, Duy Trinh đã tặng tất cả những khách hàng, những gọi là người thân thiết của Duy Trinh cái sản phẩm này. Bởi vì đây là một cái sản phẩm tốt tuyệt vời cho sức khỏe. Một nửa ký tỏi đen này mang đi tặng có 760.000 thôi. Tỏi đen này có thể ăn được để tăng sức đề kháng, điều nó gọi là, mà tỏi đen ai cũng biết đúng không ạ, tăng sức đề kháng, và trẻ từ 6 tuổi trở lên có thể ăn cái tép tỏi đen này. Cái công nghệ lên men của Nhật anh chị nhá. Tỏi đen 1.760.000 một hộp. Và cái hộp này sẽ có một cái hộp quà như vậy hai anh chị nhá. Cảm ơn chị. Và nước hoa Pháp, hồi nãy có bạn họ bảo là nước hoa Pháp đi anh, thì Duy Trinh cũng nói sơ lại cho những anh chị mới vào nhá. Collagen mua 2 tặng 2, không cần nói nhiều. Nó là một cái có duyên lắm mới nhìn thấy cái livestream này của Duy Trinh để có thể mua được cái sản phẩm như thế này. Mua 2 tặng 2 nhá, mua 2 tặng 2. Collagen mua 1 tặng 1 phần quà. Bộ 790.000, 790.000 một hộp, có thể dùng được 2 tháng, 1 đến 2 tháng tùy theo điều kiện, ai muốn dùng sao thì dùng. Còn bình thường là chúng ta sẽ dùng được 2 tháng cái sản phẩm này, và nước hoa chúng ta cũng đang 1 tặng 1. Cho nên là những ai mà nhìn thấy cái livestream này của Duy Trinh, anh chị hãy đừng quên một cái lần siêu sale duy nhất, một săn sale duy nhất của Duy Trinh, anh chị có thể mua được cái sản phẩm này của Duy Trinh anh chị nhé. Chúng ta sẽ không có lần thứ hai cho những cái điều như thế, tương tự như thế này đâu, đúng không ạ? Không có lần thứ hai. Và tăng cân thì chúng ta vẫn là 600 cho người lớn và 350 cho trẻ em. Ăn được, ngủ được, tăng hấp thu nhé. Anh chị đừng quên đây là tăng cân. Thảo mộc không phải là thuốc, không thành được thuốc chữa bệnh anh chị nhé. Nó là thảo mộc. Em chưa được chốt đơn, ok em sao mai này. Em cố gắng đọc, nghe máy giúp anh nhé. Tại vì cái sản phẩm của bên anh ấy, tại vì hiện tại là khuyến mãi, là dạng là siêu khuyến mãi luôn, nó thực sự là sẽ không có lần thứ hai đâu. Cho nên là tại sao mà cái sản phẩm này nó sẽ hết sớm hơn dự kiến, chắc chắn là hết sớm hơn dự kiến. Anh bảo là bán từ mùng 1 tháng 1 đến 11 tháng 1, nhưng ngày hôm nay là nó đã đi hết một nửa hàng rồi. Có 2 ngày đi hết một nửa hàng rồi anh chị ha. Có thể là ngày mai hết, ngày kia hết thì không báo trước được anh chị ha. Tại vậy cho nên là ai nhìn thấy thì đừng quên, đừng có đợi. Giống như lần trước ấy, đợi xong lấy một thùng không có hàng đâu. Thật sự luôn, Duy Trinh mà đã sell như thế này thì anh chị hiểu rồi đấy. Khách hàng của Duy Trinh là mấy trăm nghìn khách hàng, mà Duy Trinh chỉ bán cho 100.000 khách hàng dùng được cái sản phẩm này thôi. Duy Trinh chỉ bán cho 100.000 khách hàng dùng được mỗi người, là 100.000 nhân 4 là 400.000 hộp như thế này thôi. 100.000 người có thể mua được cái chương trình này thôi anh chị. Cho nên là hiện tại là đã rất là nhiều rồi. Và với chúng ta mà nhìn thấy cái livestream nào mà đợi là mấy hôm nữa, mà đợi không mà được mấy hôm nữa mình mua thì là chắc chắn là không có hàng để mua đâu anh chị ạ. 2 collagen, 1 collagen đều có quà, 1 collagen tặng 1 phần quà hoặc là áo. Hoặc là 2 tặng 2 anh chị nhá. Đây là sản phẩm mới hoàn toàn của Duy Trinh. Nó là nâng cấp từ cái sản phẩm cũ, nhưng nó tăng rất là nhiều có hoạt chất mới về, nó hỗ trợ cả về sạm da, nám da, thâm da, khô da, da căng bóng, da những ai không trắng sáng, da không mịn màng, da bị lão hóa sớm đều có thể dùng. 43 tuổi như Duy Trinh này anh chị biết không, đã một thời gian dài dùng collagen. Không phải là tự nhiên Duy Trinh uống collagen đâu, mà do giống như ngày nào anh cũng live stream như này, xong anh lấy ra anh uống cho mọi người xem. Thế tự nhiên bốn mấy tuổi, mà thực sự ai nghĩ Duy Trinh bốn mấy tuổi đâu. Đúng không? Em gặp anh, em nhìn anh như thế này, cái da của anh như này, em không thể nào em nghĩ anh bốn mấy tuổi được. Đúng rồi đấy ạ, đúng ạ. Thực sự luôn, nếu anh chị gặp Duy Trinh ở ngoài thì không nghĩ là Duy Trinh bốn mấy tuổi, thực sự luôn. Bốn mấy tuổi mà với cái làn da của Duy Trinh mà người đã từng rất là xấu. Cái vấn đề anh không nói đến cái chuyện mà da anh bây giờ như nào, nhưng vấn đề là lúc trước anh rất xấu. Lúc trước anh rất là đen và xấu. Đấy. Ok, cảm ơn em. 2 collagen tặng 2 collagen. Nước hoa nữa. Nước hoa chúng ta có loại của nam này 1.6.000, của nam nữ 1.5 mấy chục này, của 1 tặng 1 ha. Đấy, cái chai này không biết là hai chai này, để anh chị có thể vào đinhduytrinh.com, đinhduytrinh.com anh chị xem cái chai nước hoa giá gốc nhá. Đinhduytrinh.com này. Đấy. Đinhduytrinh.com anh chị có thể xem được những cái sản phẩm nước hoa của Duy Trinh, những sản phẩm giá gốc. Cái hộp này là 1.599.000, coi như 1.6 đi. Cái này là 1.5 này, đấy, giá gốc ấy. Còn chai này là 1.6 này, mua 1 tặng 1 anh chị nhá. Chai này là 1.518.000. Chai này là 1.780.000, đấy. Chai này là 1.550.000, đấy. Mua 1 tặng 1 anh chị nhá.
Tất cả các chai nước hoa này của Duy Trinh là hàng của Pháp, hàng cam kết là hàng của Pháp anh chị nhé. Hàng của Pháp cam kết một tặng một duy nhất, và chờ đón những cái sản phẩm mới về thì Duy Trinh sẽ sell những cái sản phẩm cũ này với cho anh chị dùng với giá một tặng một. Anh chị dùng anh chị sẽ biết được cái đẳng cấp của Duy Trinh nó đang ở đâu. Cái sản phẩm tương đương với 3-4 triệu mà chúng ta mua với hiện tại đang mua 1.6 triệu một tặng một thì nó quá là đẳng cấp đúng không? Nó nước hoa nó là một phạm trù nước hoa 3 tầng hương của Pháp, nó lại là một cái phạm trù hoàn toàn khác anh chị ạ. Nó là một cái giá trị hoàn toàn khác luôn. Hai collagen, ok. Hai collagen là anh chị mua 2 tặng 2 dùng được 5 tháng anh chị nhé. Một hộp này, 3 tháng đầu là mỗi hộp dùng 1 tháng, còn đến tháng thứ 4 là chúng ta có thể là uống một hộp này 2 tháng. Anh chị nhé, mua 2 tặng 2, mua 1 tặng 1, mua 4 tặng 4, mua 3 tặng 2 cộng với 1 áo. Đấy, tùy anh chị nhá, mua 3 tặng 2 tặng cộng với 1 cái áo gió miền Bắc nhá. Áo rất là ok, sang chảnh luôn anh chị nhá. Nói chung là không phải sang chảnh quá nhưng mà nó rất là ấm. Đấy, nhưng với chất vải của nó rất là ok anh chị nhá. Xem như chị em chẳng may đi Nhật Lị. Đấy, lần sau nhớ hát bài đấy nhá, hay. Hôm qua anh em bài đấy có remix chưa, có remix chưa? Bài đấy em mới hát thường. À, 2 collagen tặng 2, cảm ơn chế. À, Duy Trinh nhìn thấy 2 tặng 2 nước hoa, cảm ơn Diễm. Em à, về nghỉ trước. Về nghỉ trước để anh ngồi nói chuyện đi. Ok, hôm nay cho bé về trước. Cũng trễ rồi. Chào anh chị nhé. Em chào mọi người đi, em về. Cho em về trước. Dạ, em xin phép xuống live trước ạ. Chúc mọi người sẽ cùng ở lại live cùng với anh Duy Trinh ạ. Ngày mai, chúc ngày mọi mai người gặp lại. Ngon. Ok. Mua 2 tặng 2 anh chị ơi, Duy Trinh ngồi một chút xíu với anh chị để Duy Trinh nói, để anh chị tránh cái việc mà mấy hôm nữa anh chị lại bảo ơi sao có khuyến mãi là không nói với chị này kia. Thì mất công anh chị lại mắng vốn em trai, kỳ lắm. Đó. Mấy mốt nữa anh chị lại. Anh chị lại mắng vốn em. Đó. Đúng không ạ? Chai nước hoa 1.6 triệu, 1.5 triệu, 1.760 triệu là mua 1 tặng 1. Nói chung là nước hoa của Duy Trinh nó là một cái phạm trù. Anh chị yên tâm luôn, một cái chai nước hoa sang chảnh, chai này chai tinh tế cho nam này. Chai này là chai vuông, à, chai tròn này, chai mạnh mẽ này. Chỉ có 1.6 triệu, 1.5 triệu mấy chục. Chai này là 1.5 triệu mấy chục, chai này 1.6 triệu này. Cứ mua 1 tặng 1 anh chị nhé. Còn cái này là collagen. Collagen mua 2 tặng 2. Thôi thì bây giờ thì anh chị đều biết rồi, chứ chị cũng nói sơ ra rồi. Anh chị xem lại cái live stream này, anh chị để số cho em nhé. Thực sự là em cũng khá là mệt rồi và số thì cũng quá nhiều. Đấy, số này thực sự ngày mai không biết là các bạn có gọi hết được không. Cho nên là em nói lại chương trình đi ạ. Ok, Duy Trinh sẽ nói lại một lần nhá. Collagen này là một cái sản phẩm nâng cấp của Duy Trinh này. Collagen DC Plus, hộp 60 viên. Đó, và nó là viên năng mềm, rất là dễ uống và không sợ. Ngày nào Duy Trinh cũng uống cho anh chị xem á. Nó rất là dễ uống và thơm, không có mùi thuốc. Cho nên là chúng ta rất là dễ uống, rất là dễ uống. Mua một tặng một phần quà. Mua một hộp 790 tặng một phần quà, và mua 2 tặng 2 như thế này. Mua 2 hộp này tặng 2 hộp này ha. Mua 2 tặng 2 anh chị dùng được 5 tháng. Đấy. Mua 2 tặng 2 anh chị dùng được 5 tháng anh chị nhá. Mua 2 tặng 2 anh chị dùng được 5 tháng. Và anh chị mua cái nước hoa của Duy Trinh là mua 1 tặng 1 đấy, và tinh chất hoa hồng anh chị đừng quên cái sản phẩm tinh chất hoa hồng này, anh chị có thể dùng chung với cái này được. Anh chị nhá. Có thể dùng chung được với collagen anh chị nhé. Tinh chất hoa hồng này. Viên uống thơm cơ thể, sáng da và chống lão hóa. À quên, sáng da và nó điều hòa nội tiết tố nha anh chị nhé. Và đặc biệt là nó thơm cái hơi thở. Thơm cái khi mà nói chuyện này. Chúng ta nói chuyện mà người đối diện mà người ta nghe thấy nó dễ chịu. Là chúng ta có thể uống được cái viên này. Anh chị nhé. 1.350.000 mua 1 tặng 1, 2 tặng 2, 3 tặng 3. Và với cái collagen này, đấy, collagen này thì chúng ta sẽ mua được là 790.000 một hộp, mua 2 tặng 2. Anh chị nhá, duy nhất luôn, có thể là ngày mai không có hàng để bán đâu. Ngày mai, ngày kia, ngày kia, không nói trước được bởi vì 2 ngày em bán hết một nửa lượng hàng rồi, khuyến mãi rồi.
em nói bán 11 ngày nhưng mà 2 ngày mà nửa hết một nửa là hàng khuyến mãi rồi. Cho nên là những anh chị nào mua được, may mắn thì mua được, còn không thì hết hàng lúc nào em ngưng lúc đấy anh chị nhá. Hết hàng lúc nào em ngưng lúc đấy, và cái sản phẩm này em uống hàng ngày với anh chị rồi. Em uống rất là nhiều với anh chị rồi, thực sự ngày nào em cũng uống hết. Đấy. Ok, tuy nhiên là còn nhiều khán giả nhưng mà em mệt quá rồi, em không thể nói được nữa luôn. Em cũng không thể hát được nữa. Hẹn gặp lại anh chị 19 giờ à 20 giờ 45 phút ngày tối mai anh chị nhá. Và chúng ta sẽ có một cái livestream tiếp tục tiếp. Và cảm ơn chị ạ, cảm ơn chị Nước Hoa coi mẫu trời. Không thiệt luôn, số thì vẫn nhảy như mưa nhưng mà thực sự là không thể nói chuyện được nữa, nó quá mệt rồi. Nhưng mà anh sẽ cố gắng nói một lần nữa. Chai nước hoa này là 1,6 triệu, chai nước hoa này là 1,5 triệu, mua 1 tặng 1, chai nước hoa này 1,6 triệu, mua 1 tặng 1, cứ mua đắt tặng rẻ. Cái chai này là 1,518,000, chai này là 1,780, 1,780,000 này, chai này là 1,500,000+ này. Mua 1 tặng 1, nước hoa hàng của Pháp, cam kết hàng của Pháp. Cái này là nguyên đai, nguyên kiện, nguyên sen mà không được bóc, không được hoàn trả, tại vì nước hoa của Pháp mà, ai cũng hiểu là mua mấy chục triệu cũng không được trả nữa. Còn riêng cái hàng trả là anh chị mua mộc đà uống được trả, mua collagen sủi được trả, mua giảm cân là được trả, mua collagen là được trả nếu anh chị không thích. Đó là điều chắc chắn, bởi vì những cái sản phẩm uống mà người thì anh cam kết với em điều đó nhá. Tạm biệt tất cả anh chị các bạn nhá anh chị nhá. Bye bye. Anh chị có thể xem lại livestream này từ khúc giữa thì anh chị có thể để số lại nha anh chị nhé.